phản lực cơ Trung Quốc lượn quanh máy bay tuần tra của Philippines, tin Đài Á Châu Tự Do. Trong đợt tuần tra Biển Đông giữa Philippines và Australia, hai phản lực cơ chiến đấu Trung Quốc đã lượn quanh máy bay của Philippines. Đây là sự kiện diễn ra ngày 26 tháng 11, ngay sau đợt tuần tra tương tự giữa Philippines và Hoa Kỳ. Trung Quốc cáo buộc Philippines gây bất ổn và đưa lực lượng ngoại quốc tham gia. Tham mưu trưởng quân đội Philippines tuyên bố quyền tiến hành tuần tra chung để thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối và cam kết đáp trả mạnh mẽ nếu quyền lợi của họ bị đe dọa.